Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần chân sạc của Samsung Tab 561i đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của Samsung Tab 561i không sạc được, sạc chập chờn lúc đó cũng không. Quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất cho quý vị các bạn. Hiện nay di động cao cấp.vn luôn có sẵn phần chân sạc của Samsung Tab C561i của quý hàng. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới chân sạc của Samsung Tab C561i, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất vì các bạn. Cảm ơn quý bạn.